Ngay từ tuần thứ 12 của thai kỳ, bác sĩ siêu âm đã nói với chị Sally rằng đứa con trong bụng chị mắc dị tật nứt đốt sống. Tồi tệ hơn nữa, não của cậu bé còn bị úng thủy và tình trạng tràn dịch não này đã tích tụ một lượng lớn chất lỏng bên trong hộp sọ. Rất nhiều người đã khuyên vợ chồng anh chị Rob và Shelley bỏ đứa con này đi, nhưng họ vẫn muốn cho con một lần được nhìn thấy thế giới bên ngoài, dù rủi ro là rất cao, bởi tất cả các bác sĩ đều nói rằng khi sinh ra, cậu bé sẽ không thể tự thở và sống sót với 98% não bộ đã chết. Trước khi con ra đời, họ thậm chí còn tới một tiệm tang lễ để chọn trước một chiếc quan tài cho trẻ em. Mặc dù vậy, một điều kỳ diệu đã xảy ra, trái ngược hoàn toàn với mọi dự đoán của bác sĩ. Khi chào đời, tuy bị liệt từ ngực trở xuống, nhưng cậu bé Noah vẫn có thể khóc, tự thở và sống sót. Các bác sĩ đã vô cùng bất ngờ trước sức sống mãnh liệt của Noah. Ngay lập tức, một cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ đã được tiến hành để vá những lỗ hổng trong tủy sống của cậu bé. Phim chụp bên trái hiển thị như thể Noah không có não bởi 98% thể tích của nó đã chìm trong dịch lỏng. Chỉ 2% còn lại có lẽ vẫn còn hoạt động mà thôi. Và điều khiến mọi người bất ngờ nhất chính là não của Noah dần phát triển trở lại bình thường. Và cậu đã vượt qua sinh nhật đầu tiên của mình trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình. Đến năm 4 tuổi, não bộ của Noah gần như đã phát triển như một đứa trẻ bình thường. Cậu bé đã bắt đầu học đếm và tập viết theo hướng dẫn của mẹ. Dù trong tương lai, Noah còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật chi dưới giúp cậu bé có thể đứng và đi lại, nhưng bố mẹ của cậu vẫn luôn tin rằng con trai của họ sẽ vượt qua được mọi thử thách để có một cuộc sống bình thường như bao người. Chị Sally chia sẻ rằng cậu bé muốn trở thành một người lính cứu hỏa hoặc một bác sĩ trong tương lai. Cậu bé thậm chí còn trở thành nhân vật chính trong một bộ phim tài liệu về cuộc đời cậu của kênh BBC. Câu chuyện về nghị lực phi thường của cậu đã tiếp thêm động lực cho những bậc phụ huynh và những đứa trẻ kém may mắn khác để họ không bao giờ từ bỏ hy vọng dù hoàn cảnh hiện tại có khó khăn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.